Vâng, kính thưa quý vị, để tiếp tục cái phần 2 của câu chuyện, chúng tôi muốn nhắc lại cái lời của Đức Sư Đoàn đã nói. Thưa quý vị, trong cái ngày gây quỹ tại Orange County vừa qua, thì tôi có dịp để mà xem cái phần tường trình của anh Mike, là anh và vợ anh đã có vào trong cái đó. Thì thưa quý vị, anh đã bày tỏ cái sự cảm xúc khi mà anh và mọi người đang có mặt ở đó nhìn thì Tổng thống Trump không phải là hình ảnh của một ông đại gia mà như là một anh hùng, như một thiên thần, mà mọi người rớt nước mắt, mọi người khóc luôn thưa quý vị. Và ngược lại đó, mặc dù người Việt Nam của chúng ta đã được ông Trump nhìn rất kỹ để ý, bởi vì sao? Bởi vì những cái chiếc áo dài và những chiếc nón lá có những cái message trên đó thưa quý vị. Và mấy những người Việt Nam đó, anh Mai và vợ anh đã đứng rất là cao để mà đưa lên, và ông Trump nhìn về rất nhiều lần. Thì thưa quý vị, một cái hình ảnh nữa mà anh Mai cũng nói mà chúng tôi cũng cảm thấy rất là tự hào, đó là gì? Tự hào mà dễ thương, là con gái của ông Trump khi đi ngang qua những người bảo vệ đó không có thể control cô, mà chính cô đứng lại để nghe anh Mai gửi cái thông điệp đến gia đình tổng thống. Cô và cô trả lời lại, một cái hình ảnh rất là dễ thương, mà đúng ra đó đứng gần với sát với nhau thôi, thì cái điều đó đó, điều đó chứng tỏ gì thưa quý vị? Tức là một gia đình của ông Trump đã được dạy con cái rất là đàng hoàng, rất là tử tế, không hư, không gì hết, không phải như gia đình của Obama, vân vân. Và thưa quý vị, còn điều mà anh Hùng nói hồi nãy đó là Việt Cộng sụp là khi cái đầu rắn là thằng Trung Cộng sụp. Mà cái điều đó chúng ta thấy hai lần tại trụ sở Liên Hợp Quốc, ông Trump là cái người tổng thống Hoa Kỳ duy nhất đã lên án cái chủ nghĩa cộng sản hai lần. Và hiện nay thì ông vẫn lên bằng miệng không, mà hiện nay ông đã có cái lệnh là đóng 80 viện Khổng Tử ở Mỹ từ nay đến cuối năm 2020. Và đồng thời cũng đã có những cái sắc lệnh là phong tỏa những cái tài sản mà của những người đảng viên cộng sản Tàu mà đang chạy qua Mỹ, hay là đi truy tìm, không chấp nhận, kể cả nhập tịch rồi nhưng mà là đảng viên là cộng sản thì cũng sẽ trả về nguyên quán. Thì thưa quý vị, có phải đó là những cái hành động rất là quyết liệt hay không? Nhưng mà cái điều mà chúng tôi thấy rằng, thưa quý vị, chúng tôi có nhiều dịp mà nói chuyện những người bạn bè ở Mỹ này lâu và sinh trưởng ở Mỹ, họ cũng nói như thế này: chưa có kỳ tổng thống nào đó mà được người dân ủng hộ bằng những cuộc rally kinh khủng khắp nơi như là cái kỳ tổng thống Donald Trump này thưa quý vị. Bằng tàu, bằng xe hơi, bằng máy kéo, bằng truck, vân vân, rất là nhiều hình thức. Và thưa quý vị, tất cả những điều đó ngược lại cái hình ảnh mà vừa rồi tôi rất là buồn khi mà anh Hùng vừa nói, tí xung vừa nói đó, là khi mà có cuộc đụng độ giữa những cái người ủng hộ Trump và ủng hộ Biden đó, thì những người ủng hộ Trump nói Biden, những người ủng hộ Biden là quỳ xuống, thì lại bị những người Biden là quay cái mông lại rồi cởi cái quần ra để mà vỗ đít. Sự thật rằng ở đây không phải là cái vấn đề mà harass, mà vấn đề là cái người ủng hộ Trump muốn nói với người ủng hộ Biden rằng hãy theo gương lãnh tụ của mình, đi tới đâu quỳ xuống thì biết anh hay quỳ xuống để lấy phiếu, chứ không phải là người ta sỉ nhục, người ta biểu những cái ủng hộ mà ông Biden đã quỳ xuống. Nhưng mà quỳ xuống là quỳ theo lãnh tụ của quý vị, những người mà quý vị đã yêu mến. Thế nhưng cũng đã có những sự đụng độ mà rất là đau lòng giữa người Việt với nhau thưa quý vị. Và cũng đau lòng hơn nữa là như quý vị đã thấy rằng có những cái cơ quan truyền thông nói tiếng Việt lại đi ủng hộ. Thậm chí vừa qua tôi có thấy một cơ quan truyền thông đã nói rằng coi chừng máu sẽ đổ sau cái kỳ bầu cử của đảng Cộng Hòa, cái kết quả bầu cử tới đây, vân vân, máu đổ cho đảng Cộng Hòa, vân vân. Hay là chúng tôi nói thẳng rằng rất là nhiều bài viết đã phản ứng đối với lại cái đài truyền hình FCTN với hai nhân vật là Đỗ Dũng và Mai Phi Long, và rốt cùng tưởng sao luôn luôn là có những bài công kích. Nhưng mà ngược lại thì cái hình ảnh cũng rất là dễ thương, những người họ già là nghệ sĩ, dù rằng họ vẫn dựa vào những cái trung tâm văn nghệ để mà họ sống, như là Hương Lan hay Carol Kim hay là vân vân, hay là cô gì mà vợ của Nhật Trường đó, thì đều xuống đường ủng hộ Trump thưa quý vị. Và ngay cả một người MC mà ai cũng biết, đó là ông Thảo đó, ông gì Thảo quên rồi, đó, mấy ông gì mà Thảo đó, thì ông cũng là ủng hộ Việt Thảo thưa quý vị. Ông Việt Thảo ủng hộ Trump thì họ đã không ngại gì hết thưa quý vị, họ không ngại, bày tỏ quan điểm của họ rất là rõ ràng, chứ không phải rằng nghệ sĩ rồi là không có nói chính trị. Nghệ sĩ họ vẫn nhìn thấy được cái tà cái ác. Và cái đặc biệt rằng chúng tôi cũng đã có gửi trong những cái link đó, là cái việc sẽ xem rằng tại sao ông Trump mới xuất hiện, như tiến sùng vừa nói,
ông chỉ xuất hiện làm tổng thống khi ông thấy đất nước lâm nguy. Đúng. Và điều đó đã chứng tỏ qua cái mà ông gọi là cái đầm lầy và cái deep state mà Tiến sĩ Hùng đã nói. Mà vừa qua thì chúng tôi nói thẳng là tôi vô cùng kinh khủng và kinh hãi khi mà hiểu được cái đảng Satan, thưa quý vị. Cái đảng Satan, cái tội Đúng ác của Hollywood, cái tội ác. Và có một câu hỏi đặt ra, tôi đọc một bài viết ở đâu đó nói rằng tại sao biết ông Joe Biden yếu như vậy mà đảng Dân Chủ lại đưa ông Joe Biden ra? Không còn người khác không? Thật ra có lẽ rằng một bài viết đó nói như thế này: đưa ông Joe Biden để mong rằng ông Joe Biden gỡ lại vấn đề mà đã làm việc cho con trai của ông làm việc với Nga như thế nào đó, và con trai ông đã dẫn mối cho ông làm việc với lại Trung Cộng như thế nào đó, để cuối cùng rằng ông được gọi là ông lớn và ông hưởng 10% trên những cái sự giao dịch đó. Và nếu trường hợp ông làm tổng thống được thì sẽ che đậy được những cái đằng sau lưng của ông nữa. Do đó cho nên đảng Dân Chủ đã gạt hẳn Bernie Sanders ra mà đẩy cho ông Joe Biden ra kỳ này. Thì anh Hùng nghĩ sao về cái tin tức đó thưa anh? Hoàn toàn đúng anh Nghe Lữ ơi. Tại vì sao anh Nghe Lữ, anh với Nghe Lữ với Hùng đều có nói cho quý vị biết cái vấn đề cái deep state, những thế lực ngầm nghĩa là muốn hạ triệt hạ ông Trump, và trong đó là có đảng Dân Chủ rất là nhiều, những ông bà lớn trong đảng Dân Chủ. Thì bên ông Trump quý vị nên nhớ đó, kể cả Obama, ông Trump, Hùng, kể cả Obama có lập một cái đảng ODA gì đó mà 33.000 người đó sát. Và cái đó là nó có một cái đảng ngầm nó gọi là resistance nữa, là chống đối nữa, mà do chính Obama lập ra. Nhưng mà cũng không có vừa, sẵn anh Nghĩa Lữ nói cái phim về Satan luôn để cho anh Nghĩa Lữ biết á, sau lưng ông Trump nó cũng không phải là không vừa. Bởi vì quý vị nên nhớ, ông Trump là một tỷ phú, một người tỷ phú địa ốc, và đã dính vào rất nhiều cái chuyện buôn bán, và kể cả ông đã từng có sòng bài nữa. Sau lưng ông bây giờ là chính vì họ đã thấy cái deep state, cái thế lực ngầm và những cái hành động gọi là chơi ông Trump quá bị ổi, cho nên họ, sau lưng ông Trump họ cũng vô tình có một cái thế lực ngầm yểm trợ ông Trump. Đây là những thế lực nó gọi là QAnon. Gần đây nhất đó, anh có nhớ vừa rồi cái cô NBC mà thao họ phỏng vấn ông Trump đó, hỏi ông Trump tới 4 lần là vậy chứ tổng thống có biết gì về cái tổ chức QAnon không, cái thế lực ngầm QAnon không? Ông Trump nói tôi không biết gì cả, mà nếu cô tiếp tục cô nói về QAnon đó thì coi như sẽ mất thời giờ vậy đó. Nhưng mà thưa quý vị, QAnon là có tồn tại. QAnon là một thế lực ngầm đã được dựng lên để mà yểm trợ giúp đỡ cho ông Trump chống lại cái thế lực ngầm deep state. Cái vụ anh nói rất là đúng. Hunter Biden đó, nó phạm nhiều lỗi quá rồi. Bây giờ đó, và ông Biden này cũng là dính tới vấn đề tiền bạc. Bây giờ lòi ra cái phim mà cởi con rồng đó, Riding the Dragon đó, đã tiết lộ hết tất cả những buôn bán tiền bạc giữa Joe Biden với lại Trung Cộng. Và rồi Hunter Biden là giới thiệu ông già mình là lúc đó là phó tổng thống với Trung Cộng nữa. Cho nên tiền bạc rất là rắc rối. Bây giờ những cái trục email đó lòi ra nhiều chuyện nữa. Thì nếu mà quý vị, nếu ông Joe Biden làm tổng thống đó, là ông có một cái quyền gọi là quyền amnesty, ông có quyền tha bổng bất cứ một cái tội nào, thì ông có quyền tha bổng, thì chắc chắn là ông phải tha bổng con ông Hunter Biden. Và đương nhiên khi mà ông làm tổng thống là tất cả những chuyện đó sẽ được xóa sạch và sẽ được coi như là che lấp một cách rất là cẩn thận, như là Obama thời Bill Clinton đã từng che lấp nhiều chuyện đó. Quý vị thấy có nhiều cái chuyện mà phải nói là cái thế lực ngầm mà yểm trợ ông Trump họ đưa ra lắm. Họ đưa ra bây giờ những cái chết rất là bất đắc kỳ tử của những người mà họ nói là họ đã từng làm việc cho cái foundation của Bill Clinton, và họ sẽ nói là có những cái tham nhũng, những cái bê bối trong đó. Họ chưa kịp tiết lộ thì coi như đã bị mất tích, bị giết một cách rất là kỳ lạ. Thành ra gần đây đó, và ngay cả cái email, những cái email của Hunter Biden này cũng là do những cái thế lực ngầm, chứ không phải là Nga Xô, gián điệp Nga Xô gì hết như phía đảng Dân Chủ đã nói ra. Mà cũng may là hôm nay là giám đốc về an ninh quốc gia của Tổng thống Trump đã chính thức tuyên bố là đây không dính dáng gì tới Nga Xô cả. Thành ra, yes, anh Nghe Lữ, bầu cho Joe Biden là bầu cho một cái chế độ mới, có những cái gọi là biện pháp về xã hội chủ nghĩa, và sẽ bao che đậy và xóa sạch hết tất cả những tội lỗi mà gia đình Biden tham nhũng mà hoặc là đã dính vào. Thành ra thưa quý vị, đây là một cái quyết định rất là lịch sử. Và thưa quý vị, không phải ông Trump không, cái chuyện mà Tổng thống Trump thắng đó là cái chuyện chúng ta thấy tin tưởng rất nhiều. Ông thua là nếu mà ông không thua là chỉ có gian lận thôi. Nhưng mà cái quan trọng thưa quý vị, vì đây là vấn đề phe đảng. Bên Dân Chủ nó đã nói rồi, nếu mà nó có thua hành pháp đi nữa đó, nó vẫn phải muốn nắm giữ cái phía lập pháp để bằng mọi cách nó trút phế ông Trump lần nữa. Thành ra đó, quý vị phải bầu từ địa phương đến trung ương, đảng Cộng Hòa phải đa số, tối thiểu là Thượng viện vẫn giữ nguyên, và nếu được Hạ viện nó càng tốt. Chứ nếu ông Trump mà kỳ này mà đảng Cộng Hòa không có nắm đa số đó, bởi vì đây là một cái cuộc chơi phe đảng, một cái vấn đề sinh tử phe đảng rõ ràng,
một phe đảng về bóng tối và một phe đảng của ánh sáng. Vậy thôi quý vị, thành ra ông Trump sẽ bị bó tay, sẽ bị bãi nhiệm nếu mà đảng Cộng Hòa không có nắm quốc hội kỳ này. Thành ra chúng ta hy vọng là Thượng viện Cộng Hòa vẫn giữ vững được đa số như hiện giờ, và nếu Hạ viện mà chúng ta bầu thêm, đó như vừa rồi anh thấy ông Trump về California, đó là cái ổ của dân chủ, nhưng mà cũng may là Orange County đã từng là của Cộng Hòa rồi mà sau này cũng mất luôn, mất vô tay dân chủ luôn. Nhưng mà ông đã thấy cái sự đón tiếp, anh thấy từ phi trường đã đón đông rồi, mà từ phi trường về Newport Beach á, dọc hai bên đường đến nỗi cảnh sát không có chần được nữa, họ tràn ra đường lúc cái xe mà limousine của ông lái ra tràn ra đường luôn. Đó, ông thấy hết chứ mày không. Rồi người cái cộng đồng Việt Nam mình biểu tình ủng hộ giống như nào, ông thấy hết ở Washington DC 2 ngày, tất cả đều báo cáo về cho ông thấy đó. Hiện bây giờ đang ở ngoài trời mưa gió, nếu mà ông sẽ thấy là cộng đồng Việt Nam đang biểu tình biểu dương để ủng hộ ông ngoài đó, ông thấy hết. Và chúng ta hy vọng là cái lá phiếu của chúng ta là những quyết định lịch sử sắp tới, và chúng ta phải bầu hết cho những người đảng viên đảng Cộng Hòa nữa, đa số là đảng Cộng Hòa phải nắm cái này, thưa quý vị. Dạ vâng, kính thưa quý vị, hồi nãy chúng tôi có nói về những cái thế lực ngầm hay là những cái tội ác mà khủng khiếp đó, thưa quý vị. Thì quý vị có thể theo dõi trên cái Facebook của Tâm An nói về cái phim The Fall of the Cable, thưa quý vị. Đúng, thì, đúng phim đó đó. Thì thấy rất là ghê rợn, thưa quý vị. Chúng ta không thể tưởng tượng rằng cái vũ trụ này, cái địa cầu này nó sẽ đi về đâu với cái trường hợp ống dâm, với cái những trường hợp mà có cái đảng Satan đó sử dụng những cái hormone của những đứa con nít sợ hãi được, cái vân vân, thưa quý vị, rất là ghê rợn, thưa quý vị. Và những cái điều đó đều dính tới Hollywood, đều dính tới Hillary, đều dính tới Obama, vân vân. Và đặc biệt rằng trong cái phim cũng nói rất rõ rằng cái vụ mà sóng thần giữa Haiti đó, thưa quý vị, mà cái Clinton Foundation đó để gọi là giúp đỡ, nhưng thực sự là đem một số trẻ em Haiti về phục vụ cho đảng Satan, thưa quý vị. Rất là ghê gớm. Và tại sao những cái điều đó, đó chúng ta nhìn rất rõ rằng cái đường lối chính sách của ông Trump đó, dĩ nhiên chúng ta không có nghĩa là quan tưởng tới cái nước rằng ông lên để ông giúp Việt Nam thoát cộng sản, không có. Nhưng cái việc mà ông đánh Trung Cộng thì mình thấy rất rõ. Thế thì tại sao những người đó, việc chúng ta đã bỏ nước ra đi là những người, kể cả những người Việt đã dùng cái lá cờ vàng và sọc đỏ nữa, mà lại đúng hồ Biden, thì Hùng nói cái điều gì với những người này? Thì cái đó là cái đó. Thứ nhất là cái đầu tiên là quý vị và anh Nghĩa Lữ thấy đó, là dù sao cái biểu tượng cờ vàng đó vẫn là một biểu tượng rất là danh dự, rất là trân quý. Nếu không á, thì tại sao những cái người Việt Nam bây giờ đi ủng hộ Joe Biden là ủng hộ chế độ xã hội chủ nghĩa, mà lại đi dùng lá cờ vàng của mình? Chứng tỏ là cái lá cờ vàng, cái biểu tượng cờ vàng á, nó rất là quý và nó rất là xứng đáng, cho nên họ phải lợi dụng cái lá cờ vàng đó để nhập nhằng ra cái điều chúng tôi cũng chống cộng nè, chúng tôi cũng là người quốc gia nè. Nhưng mà không, quý vị dùng lộn cờ rồi, đáng lẽ quý vị phải dùng cờ đỏ sao vàng mới đúng, là vì cờ đỏ sao vàng là của chủ nghĩa xã hội, mà lãnh tụ quý vị bây giờ đang muốn áp dụng những cái chế độ xã hội chủ nghĩa lên trên nếu làm tổng thống, thành ra quý vị dùng lộn cờ rồi đó. Và quý vị cũng đừng có mị dân. Bây giờ đó, từ hồi mà ông Trump làm tổng thống bây giờ đó, cái mặt nạ của đảng Dân Chủ và quý ông bà lãnh đạo đảng Dân Chủ đã rớt rồi. Từ các địa phương đó, các dân biểu thượng nghị sĩ lúc nào cũng bây giờ người này bị bắt, người kia bị bắt bên Việt Nam, lên tiếng tranh đấu cho dân quyền, tranh đấu cho dân chủ, tranh đấu để thả ra, nào là Phạm Đoan Trang gần đây, nào là tất cả chỉ là cái Mỹ, cái bề ngoài cũng giống như lãnh tụ Joe Biden quỳ gối vậy thôi. Tất cả chỉ là như là những cái vết thương Band-Aid băng bên ngoài thôi. Trong khi đó đó, ông Trump là ông muốn cắt bỏ cái phần ung thư luôn. Chúng ta phải cắt, nó đã bị ung thư rồi, chúng ta phải cắt bỏ chứ không để nó lan lây ra hết tất cả cơ thể nữa. Nhưng mà không, những quý vị dân biểu với dân cử bây giờ gọi là đang tranh đấu, đang lên tiếng cho dân quyền, dân chủ Việt Nam đó, chỉ là băng bó cái vết thương bề ngoài để giảm dịu lòng, coi như để mỹ cái cộng đồng người Việt chúng ta thôi. Tất cả những cái trò mỹ đó đấy rồi. Một mặt đó, lên tiếng tranh đấu, bây giờ nói gì nghe ông Rokana nè, ông dân biểu liên bang Rokana đó, lúc nào cũng ở tranh đấu cho nhân quyền, cho dân chủ Việt Nam, lên tiếng cho Phạm Đoan Trang. Vậy mà tại sao lại đi khóa tay ông Tổng thống Trump, đi gọi là ủng hộ cho Bernie Sanders là một người theo chủ nghĩa xã hội, và hợp tác với ông Tổng thống với Bernie Sanders ra một cái luật là cấm ông Trump đụng tới Iran. Iran là một tổ chức khủng bố mà cấm ông Trump dùng quân sự để mà ấy Iran. Thành ra quý vị đừng có giả nhân giả nghĩa nữa. Rồi bà Kamala Harris, nếu mà quý vị đọc đó, bao nhiêu tác giả, học giả người Mỹ đã ra bao nhiêu cuốn sách mà họ không bao giờ mà bị truy tố về tội mạ lị và phỉ báng hết. Là vì sao? Tất cả những dữ kiện hối mại quyền thế tham nhũng của Joe Biden, Kamala Harris, Bernie Sanders, vợ chồng Bill Hillary Clinton, rồi tất cả đó, họ đã không phải họ ra một cuốn sách quý vị, họ ra cả chục cuốn sách
mà đưa ra hết những tin tiền tù tội chi tiết về tham nhũng hối mại quyền thế, tại sao họ bị truy tố, bị những người đó truy tố tội mà lì phỉ báng, là vì đó là sự thật, không có truy tố được đó. Thành ra đó là những chi tiết, là quý vị muốn biết là quý vị cứ đọc những cái tác giả đó, mà tôi sẽ gửi ra trong một bài viết, tôi ghi ra hết tất cả những người, những tác giả đó để quý vị truy cứu. Thành ra đây là những sự việc có thật. Cái lá phiếu quý vị năm 2020 này là một quyết định lịch sử để cho nước Mỹ này tiếp tục cường thịnh. Chúng ta, quốc gia thứ hai chúng ta, và riêng về quốc gia mẹ đẻ nơi sinh ra của chúng ta đó, là hy vọng là có được nhìn ngày, nhìn thấy ánh mặt trời, thấy được tự do, thấy được một cái chế độ tự do, không có cái xã hội chủ nghĩa cộng sản sau 45 năm, thưa quý vị. Vâng, kính thưa quý vị, nói về cái việc mà tại sao có những cái tin đó là fake news hay là fake news đó, thì thưa quý vị, thì rõ ràng ngày hôm nay chúng ta thấy rằng khoảng 10 ngày rồi sau khi cái tờ New York Post họ đưa ra những cái tin tức của cái ông thợ sửa máy tính đó, đưa ra những tin tức về Hunter Biden như vậy, về Joe Biden như vậy, mà bên đảng Dân Chủ im re. Nếu trường hợp là Mã Lị thì là chết rồi, thưa quý vị, cái điều đó là chết rồi, nhưng mà là im. Và cái điều mới nhất này chúng tôi được biết rằng đó, bà Pelosi nắm cái Hạ viện đó thì cũng đã giằng co rất nhiều trong cái gói cứu trợ tới đây. Nhưng mà mới đây tôi được tin rằng sẽ có sự thỏa thuận giữa Hạ viện với lại Thượng viện trong cái gói hỗ trợ đó sẽ trước ngày 3 tháng 1. Tại sao là có sự xuống nước đó, thưa quý vị? Thì chúng ta thấy rằng chắc chắn rằng cái bom nổ đó, trong cái thời điểm tưởng rằng ông Biden, ông Trump, ông bị Covid như vậy rồi thì chắc ông yếu lắm rồi. Nhưng mà chính những người dự hôm bữa Orange County họ nói rằng nhìn ông không phải là 74 mà giống như 54 tuổi, thưa quý vị. Đúng. Đấy, giống như ông trẻ là 20 tuổi như vậy, 54 tuổi, ông rất là khỏe. Đúng. Rồi ngoài ra đó, thì lại cái bom, cái vụ trái bom mà Hunter Biden nữa, thì thưa quý vị, tôi mới vừa thấy một tấm hình, không biết ở tiểu bang nào đó, mà họ làm nguyên một cái hàng rào, làm giống như cái tòa nhà tù, mà treo lên đó những cái tấm hình của những người là Hillary, rồi Obama, rồi vân vân vân. Thì anh Hùng nghĩ rằng, bởi vì rất có nhiều dư luận nói rằng đó, đảng Dân Chủ cố tình triệt hạ ông Biden, ông Trump cho được, vì họ sợ rằng nhiệm kỳ 2, những người mà gọi là deep state mà mình nghĩ đó, sẽ bị kết tội, bị đi tù. Anh Hùng có nghĩ điều đó nó có thể xảy ra? Chắc chắn anh, đó là thiếu điều mà nếu mà nó ám sát, nó giết chết được ông Trump là nó vẫn làm nữa chứ, phải không? Mà chính ông Trump ông cũng đã từng nói một lần, đôi khi tuyên bố ông nói bây giờ tôi đã đụng chạm nhiều lắm, tôi đụng chạm tới cả một cái kỹ nghệ tập đoàn pharmacy. Trời ơi, anh nghe lưu biết pharmacy là cả một tập đoàn mà bây giờ ông đem, ông cho hạ giá hết để cho mình mua giá rẻ, để cho người dân được lợi. Ông đụng tới rất nhiều tập đoàn pharmacy, những tập đoàn quyền lực sau lưng đó. Ông nói có thể một ngày đó nào không có ổng nữa đó. Ổng còn sợ như vậy đó. Nhưng mà người muốn không bằng trời muốn, thưa quý vị. Những cái đó là những cái đều là có thật cả. Họ là muốn triệt hạ bằng mọi cách. Nhưng mà đúng như anh Nghe Lữ nói, tại sao bây giờ bắt đầu có nhượng bộ rồi, là tại vì mới hôm qua đây nè, gọi là giám đốc tranh cử của Joe Biden cũng đã hé mở nói rằng là kỳ này đó, nếu mà dân ủng hộ Joe Biden mà không có bầu quyết liệt đó, là chúng ta có thể thua. Là thấy trước rồi, là vì thấy hồi trước chỉ có mấy ngàn người ra ông Trump ra thôi, mà như vậy là đã đông lắm rồi, trong thời kỳ Covid mà mấy ngàn người ra ủng hộ rồi, bây giờ mỗi lần ông đi đâu đó phải nói là đông nghẹt, cứ là 5.000 người là thường, đông nghẹt, nghĩa là đứng chờ cả mấy tiếng đồng hồ. Ủa, dân Mỹ với lại cộng đồng mình đâu có rảnh thì giờ, đâu có dại dột, đâu có bị mà gọi là đút sau lưng là ô, hay là được trả tiền là ô mày phải ra đón lãnh tụ, cái ra đón tụ không có đâu, dân Mỹ nó có cái chuyện đó đâu, cái chuyện đi ra đón lãnh tụ đâu không có đâu, mà tại sao nó ra đón như vậy? Đó, chuyến đi vừa rồi về Newport Beach cũng vậy đó, đứng gì mà từ phía trường mà dọc về đường Newport, ai trả tiền họ? Dân Mỹ mà quý vị biết, Mỹ mà nó đâu có dại mà nó đâu nghe, và người Việt Nam cũng vậy, mà tại sao kỳ này như vậy? Chiếc xe đó không? Như sao? Rất là đông. Thành ra thưa quý vị, dù gì đi nữa, cái lá phiếu của quý vị rất là quyết định. Không phải Tổng thống Trump quý vị mát không? Những người nào quý vị thấy Republican quý vị mát hết. Bởi vì sao? Vô trong liên bang Hạ viện và Thượng viện phải đa số, thì như vậy ông Trump mới rảnh tay. Còn không á, tụi nó sẽ trói tay và tụi nó sẽ hạ ông Trump nữa. Đây là vấn đề phe đảng rõ rệt. Phe đảng của bóng tối và phe đảng ánh sáng. Phe đảng của chủ nghĩa xã hội và phe đảng của quốc gia dân tộc. Đó. Thành ra thưa quý vị, một lần nữa đó, chúng tôi cảm ơn những người cơ quan truyền thông đó mạnh dạn lên tiếng, như cơ quan anh Nghi Lữ, cơ quan của anh Trần Nhật Phong ngày hôm qua, là anh đã nói toạc móng heo hết, anh đã nói hết tất cả những cái. Và quý vị cẩn thận, những cái người mà dân cử gốc Việt mà đi sát quý vị mà trẻ đó, hiện bây giờ đa số vẫn ủng hộ Joe Biden đó, vẫn ủng hộ và còn lên tiếng lập lại cái bài ca của đảng Dân Chủ, là
Bây giờ bao nhiêu người chết ở Mỹ là do ông Trump không có ngăn chặn kịp cái nạn Vũ Hán, nạn dịch Vũ Hán vẫn còn lặp lại những cái đó. Đó, ngay tại San Jose, ngay tại Texas, tất cả mọi nơi vẫn ca một vài con cá là đổ lỗi cho ông Trump hết cái chuyện nạn dịch Vũ Hán, đổ lỗi cho người Mỹ Mỹ chết là vì lỗi ông Trump. Quý vị thấy họ đánh giá cái sự mà nhận định, phán đoán của người dân thầm lặng và của cộng đồng mình như thế nào. Như vậy là cái đại đa số cộng đồng mình là dại, là khờ, là bị bịt mắt, là ngu, là điếc hết sao? Mà tại sao mà đi ra mà ủng hộ Trump đông như vậy, đi từ các tiểu bang về? Thành ra quý vị thấy trước mặt và lá phiếu của vị là một quyết định lịch sử. Cuộc bầu cử nào không quan trọng, dân chủ cộng hòa không thành vấn đề. Đó là trước khi cái thời gian đó, là trước khi ông Trump làm tổng thống. Bây giờ ông Trump làm tổng thống rồi, đảng cộng hòa cũng đi theo định hướng mà coi như là gọi là rất là gọi là một cái là quốc nội hùng mạnh và quốc tế được uy tín của ông Trump nữa. Đảng cộng hòa cũng đi theo chính sách định hướng của ông Trump nữa. Đó, thành ra thưa quý vị, một lần nữa đảng cộng hòa ông Trump kỳ này, ông Trump đương nhiên phải là tổng thống của nước Mỹ và đảng cộng hòa phải là đa số để quốc gia nước Mỹ này tiếp tục hùng cường và thế giới được an bình, không có bị cái nạn bá quyền của Trung Cộng, và cái đuôi rắn tại Việt Nam đương nhiên là bị vô hiệu hóa.